Đi tắm biển, một người đàn ông đã vô tình quay được một sinh vật bí ẩn trên mỏm đá. Vào một ngày không vui cho lắm, anh thanh niên Cohen thất tình, rủ thêm thằng bạn vào biển cho quên sự đời. Đang chiêu thật là chiêu thì bất ngờ họ vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên mỏm đá. Nhưng mà cái dáng nằm này nó lạ lắm mà nghe. Với bản tính tò mò và nhiều chuyện từ trong xương, anh chàng ngay lập tức lấy điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc thú vị này. Thật bất ngờ, khi càng zoom gần hơn thì điều kỳ diệu càng hiện rõ. Đó không phải là một cô nàng rảnh rỗi tắm nắng như họ tưởng, mà đó là một sinh vật đầu người đuôi cá. Đang đến đoạn cao trào thì sinh vật kia vội trườn xuống biển và biến mất trong nháy mắt. Chắc chắn là nàng tiên cá đã phát hiện ra có kẻ đang dòm ngó mình với ánh mắt chẳng thiện lành là mấy, nên mới bỏ đi như vậy đây mà. Sau khi đăng tải video mà mình quay được lên mạng, thanh niên Cohen lắc mình trở thành hot boy. Rất nhiều người đã tràn vào để lại bình luận rằng: ồ, nàng tiên cá trong truyền thuyết đây sao? Ước gì được gặp nàng ở ngoài đời. Với khao khát cháy bỏng được trở thành hoàng tử thì ngay lập tức làn sóng truy tìm tung tích người cá bắt đầu. Hưởng ứng phong trào này, chính quyền thành phố Kiryat Jam đã thách thức rằng người đầu tiên chụp được sinh vật kỳ lạ sẽ được trao thưởng 1 triệu đô, tức là lên đến 21 tỷ đồng. Mặc dù có một số người khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng video của Cohen là dàn dựng, nhưng điều này cũng chẳng thể ngăn được bước chân của những người vốn tin vào sự tồn tại của loài sinh vật bí ẩn này. Hoặc nhiều hơn nữa là họ mong muốn kiếm được một khoản tiền hậu hĩnh từ chính quyền. 21 tỷ lận mà, bay lắc phủ phê mà còn có được cơ hội thoát nghèo thành tỷ phú thì ai mà không khoái đúng không nè các bạn? Cứ thế, rất nhiều người đã ngày đêm quên ăn quên ngủ, tụ tập trước bờ biển thành phố với hy vọng được tận mắt chứng kiến nhân vật chỉ có trong truyền thuyết này. Còn bạn thì sao? Có tin rằng nàng tiên cá thật sự tồn tại hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho mình biết suy nghĩ của bạn. Đừng quên like, share, subscribe, nhấn ngay cái chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!